vpgame.vn, sụp nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. 10 seconds remaining. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nơ Mưa Hạt. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Cavani, một vị tướng đó là xạ thủ. Thì đối với Cavani thì mình nghĩ là vẫn là một xạ thủ leo rank tốt ở thời điểm hiện tại. Mẫu xạ thủ đó là vừa di chuyển vừa bắn thì thuộc dạng đó là bậc nhất rồi. Thì clip này mình cũng sẽ trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu tốt nhất dành cho đó là Cavani Dylan. Ở trận đấu này thì team bên mình đó là có Botoro DSP, hiện tại thì mình bán bật đó là chế độ bắn liên thanh. Cậu đi khoảng nửa lượng máu của vị trí đó DSP team bên mình rồi. Nhưng mà có lẽ là Botoro team mình cũng thấp máu. Rồi, bật chế độ đại bạc lên này, một nhật dương chỉ, Botoro team mình rất chất hổ báo lao lên luôn, liệu có về kịp đến từ vị trí của boy không? Một xíu máu, ôi, vẫn đang còn cấp cứu, cũng như là chiêu hai búp giáp kia, tiếc thế. Và này thì mình không dám là bật cái chế độ đài bạc lên để tiếp cận bởi vì có Butterfly lại hỗ trợ nữa. Tiếc thế. Người lấy HP tém địch chỉ còn một chấm máu nhưng vẫn lùi về được. Thì đối với đó là vị tướng Cavani này, thì thực sự đó là ở giai đoạn đầu game thì cũng ổn thôi, nhưng mà giai đoạn về sau thì những cú nhật dương chỉ sẽ cực kỳ là đau nhá. Ở giai đoạn đầu game thì chủ yếu anh em sử dụng đó là chế độ bắn liên thanh thôi. Bây giờ thì mít tém mình cũng lại hỗ trợ nữa. Rồi và này thì một phát đài bạc, hai phát đài bạc, rồi bắt chế độ liên thanh bắn và cuối cùng thì tiền SP tém địch lên bảng điểm số. Lần này thì không thể đó là may mắn so với lần trước nữa. Thì bây giờ thì anh em thấy thì Chrissy tém địch thì cũng đang lại. Ok, rồi pha này mình sẽ sấy chiêu cuối luôn nhá. Một pha gọi là sấy chiêu cuối cùng hai người quá là đẹp. Và điểm hạ gục dành cho đó là Manga Tem bên mình, bởi vì dính đó là điểm độc đến từ vị trí của mình Tem mình rồi, thì cho dù có chạy được đi chăng nữa thì cũng bị đó là giật độc lên bảng điểm số. Và tận dụng cái khoảng thời gian lợi thế thì tất nhiên sẽ án đó là con rồng để tạo lợi thế cho bản thân, tạo lợi thế đó cho toàn đội nữa. Vậy là khá là ok rồi. Đối với team Bendix thì ở giai đoạn V6 thì Alice sẽ khó chịu hơn, còn ở giai đoạn đầu game thì Alice cũng chưa phải là chất tướng khó chịu nên là cũng không đáng ngại cho lắm. Bây giờ Butterfly team Bendix thì có ý định lao lên đài địa chấn của Botoro sử dụng. Hiện tại thì xạ thủ của team Bendix cùng lại tiếp cận thêm sự hỗ trợ đến từ mid team Bendix nữa. 4 gọi là đánh một thì chắc chắn là bo, cho dù có trâu đi chăng nữa thì cũng không thể thoát được phá đó. Mình sử dụng đó là chiêu cuối mưa liên thanh để dọn dẹp lính nhưng bị ngắt bởi chiêu 1 đến từ vị trí qua Lita Mendic. Không sao cả, vẫn đó là dọn dẹp 6 năm lính, vậy là ok rồi. Rồi pha này thì mình chỉ một phát này, vẫn giữ được đó là con quay nhỏ, vậy là ok. Hiện tại bây giờ thì Tem Mendic tập trung rất chỉ là đông anh em ạ. Ok, một nhật dương chỉ này, thêm phát chỉ nữa này, tiền hai người Tem Mendic lên bảng điểm số. Butterfly Tem Mendic thì vẫn đang còn đó là chơi được. Nhưng không sao cả, mình dí theo luôn, dí. Rồi, ồ, đống thế, thôi xong rồi, Triều Vân Tem Mendic lại hỗ trợ kịp thời, ăn được đó là Butterfly của Tem Mendic. Nhưng cuối cùng thì mình cũng lên bảng điểm số, bởi vì tổ Tem Mendic thì cũng xuống hỗ trợ kịp thời. Thêm đó là Chrissy nữa, Na Tem Mendic thì bay nhảy một xíu và cuối cùng thì vẫn chạy được. Vậy là ok rồi, ôi, đang còn nhảy đen khiêu khích nữa, ơi. Được, nà, mùa, xíu nữa Triều Vân nó bổ cho gọi là hết mùa luôn giờ. Thì thế trận hiện tại thì cũng chỉ đáng đó là hòa hoãn thôi, chứ bên nào có lợi thế đó là quá lớn cả. 7-5 dành cho hai bên. Nói chung về chất tướng thì ở giai đoạn cuối game team mình cũng ổn, không phải là quá mạnh nhưng mà cũng ổn. Còn team bên địch thì giai đoạn cuối game khá là mạnh á, nên nó không thể chủ quan được. Thì hiện tại bây giờ thì anh em thấy thì xạ thủ tém địch thì đang lên bảng điểm số, chỉ còn mỗi mình Alice của tém bên địch nữa. Ồ, pha này thì có thêm sự hỗ trợ đến từ rừng tém địch, 36 kế chuôn là thường sạch thôi. Butterfly tém địch thì như trong bụi vậy anh em ạ. Ok, nè cu choàng đến từ Alice này, mình đang còn cái tóc hành nhá. Pha này thì mình tém mình đang lại hỗ trợ này, thích thì pha này là lên chơi được anh em ạ. Rồi pha này thì có lẽ
Có lẽ là mình sẽ chơi luôn, bật cái tốc hành dí theo rồi SP tem lên đích này. Chạy đâu, tiền SP tem đích lên bảng điểm số. Và cuối cùng thì liệu có chạy được hay không đến từ vị trí của rừng tem đích, chỉ còn một xíu máu. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn dính ngay cái đáp cứu của mình. Chưa cái tồi nút bắt anh em ơi. Và chắc chắn thì phần thưởng dành cho team bên mình đó là cái trụ này rồi, đó là điều đương nhiên. Thì lấy được cái trụ ở khu vực đường rông rồi, một chiếc tường xạ thủ nên là mình sẽ đó là đẩy thể lính lên cáo rồi di chuyển quá đó là đường dừa, lấy đó là cái trụ đường dừa thì sẽ ok hơn, bởi vì hai cánh đường ta thân và ở đường rông thì tém bên mình lấy được cái trụ rồi. Bây giờ ra đường dừa nhá. Thì nói chung lấy được cái trụ đường dừa hay không thì cũng phụ thuộc vào tím nữa, nhưng mà tém bên mình tập trung thì rất chỉ là đông ở đấy 1, 2, 3, 4 thì chắc có thể lấy được thôi. Mình sẽ bắn trụ này, bắn trụ trước này. Bắn trụ xong thì quay trở lại chơi luôn. Ôi, một pha hất tung đẹp đến từ vị trí của Chrissy. Mình chỉ còn xíu máu nên là lùi lại thôi. Bởi vì Van Heel thì cũng tiếp cận rồi, chỉ cần đó là Van Heel tiếp cận bắn được mình thì rất chỉ là mệt. Nên là mình sẽ sử dụng đó là chiêu cuối mưa lên thánh, tiễn Van Heel tem địch lên bảng điểm số. Với lợi thế đó là sải tay dài anh em ạ. Chiêu cuối thì anh em có thể khép góc cực kỳ là tốt, sát thương trên diện rộng, sải tay dài hơn đó là Van Heel. Nên anh em có thể đã áo nháy được. Còn đừng có để Van Heel áp sát nhá, nó mà tung chiêu cuối phạt thì thôi sống ủi rồi luôn á. Thế cứ ép dần dần, tạo lợi thế dần dần thì chất tưởng đó là của cà phê ní sẽ khỏe dần dần thôi anh em ơi. Bây giờ mình có hai món đồ rồi, đó là thứ nhất đó là cái thanh kiếm, thứ hai đó là cái vuốt hung tàn, thì giúp mình đảm bảo cái lượng đám chỉ mạng cũng ok. Thì có lẽ là bây giờ mình sẽ lên cho đó là cà phê ní món đồ xương giáp nhá. Về phần chiếu thức của vị tướng Cafani thì mình sẽ phân tích cụ thể cho anh em như sau. Chiếu thứ nhất thì anh em có hai dạng, ở chế độ đại liên và ở chế độ đại bác. Ở chế độ đại bác như thế này thì anh em gọi là nhất dưỡng trị. Ôi pha này Chrissy hất tung đẹp thế, thôi xong rồi. À lên bảng điểm số rồi. Một pha hất tung đẹp đến từ vị trí của Chrissy anh em ạ. Và cuối cùng thì mình lên bảng điểm số. Điểm hạ gục thì dành cho Van Heel tem Mendic. Nà tem mình bắn vào rồi bắn ra rồi bắn vào tiếp. Và tiền đó là AP tem địch. À nhầm, đó là xạ thủ tem địch lên bảng điểm số. Nhưng mà cuối cùng thì có lẽ là một pha giao tránh, tem bên mình thì cũng không có lời. Về phần chiếu thức của vị tướng cao phân ý thì ở chế độ đó là chiếu thứ nhất á, thì có hai dạng chế độ đại liên và đại bạc. Đại liên thì giúp anh em gọi là bắn cực kỳ là nhanh, còn đại bạc thì anh em bắn chậm hơn. Và cái lượng sát thương đó là của anh em á, ở chế độ đại bạc sẽ lớn, đặc biệt thì những cú bắn ra chỉ mang. Nhưng mà ở chế độ đại bạc thì anh em phụ thuộc vào là thánh máu đo đỏ phía dưới nhá, kiểu là thánh nồi nắng đo đỏ phía dưới thánh máu á. Tối đa thì anh em chỉ bắn được 5 phát thôi. Đây anh em thấy chứ, bắn thì thánh nồi nắng nó sẽ tụt dần dần. Những cú đại bạc về đó là giai đoạn cuối game thì sẽ cực kỳ là chất lượng. Một dứt chứng chỉ thì có thể lấy đi khoảng đó là nửa lượng máu của tém bên địch là chuyện bình thường, mà không những đó là trúng một người mà trúng 2-3 người á, thì cái lượng sát thương cũng cực kỳ là tốt. Còn chiều thứ hai thì có hai dạng, ở chế độ lai diện thì anh em kích hoạt thì tăng tốc độ di chuyển, loại bỏ trạng thái làm chậm. Còn ở chế độ đại bạc thì giúp anh em lướt lên giống như một cái tốc biến vậy á, anh em đừng có nhầm lẫn đó là hai cái này nhá, anh em phải biết. Chứ nhiều anh em hay lộn á, đang ở chế độ đại bạc mà kiểu lượt lên cho tướng địch đó là ăn bản thân mình luôn. Rồi, một nhật dương chỉ này, hai nhật dương chỉ này. Đây anh em thấy chưa? Giai đoạn V6 thì lượng đám của cô nàng đó là cặp phép này sẽ cực kỳ là khỏe luôn. Tầm này thì bắn lù luôn anh em ạ. Rồi, lên bảng điểm số tiếp theo này. Tiêu vấn ạ, bổ này, lên bảng điểm số luôn này. Trời, tiếc thế, không được cái quả đá cứu kia. Khi mà khoảng cách thì có lẽ là hơi xa một xíu, chứ không chi phá đỏ được cái quá đa cứu đó. Với chiêu cuối thì chiếu dễ nhật thôi, sử dụng theo hướng chỉ định mưa liên thánh, gây cái lượng sát thương nói chung ok, kẹp góc tướng địch tốt, dọn dẹp lính tốt, sát thương trên diện rộng. Nói chung về chiếu thức thì cũng đơn giản như vậy thôi. Còn cách chơi thì anh em có thể là sử dụng ở chế độ đại liên thì vừa di chuyển vừa bắn cực kỳ là tốt. Chế độ đại bạc thì giúp những cú chỉ của anh em sẽ đau hơn. Những pha này thì mình đó là bật chế độ đại bạc lên đình chỉ, nhưng mà thôi, nhận thấy tém bên địch lùi lại nên là mình cũng sẽ lùi lại một nhịp. Rồi, bây giờ có giáo tránh, mình lên thêm được cây nánh này. Có lẽ là pha này thì mình sẽ lựa chọn góc đẹp đẹp nhá.
Rồi, góc này thì chắc phải ok nhất. Một nhất dưỡng chỉ, một em này lượt lên này, hai em này. Anh em thấy đau chưa? Quá là đau luôn anh em ạ. Nhưng phạt chỉ của mình thì bây giờ gọi là ủi rồi ối. Nửa cây máu, hơn nửa cây máu là chuyện bình thường. Your tower has been destroyed. Nói chung đối với Cafe Nii hoặc là các vị tướng xạ thủ khác thì tất nhiên thì việc đó là anh em giữ vị trí vẫn là điều quan trọng nhất. Bởi vì chỉ cần gọi là một phá gọi là tem bên địch bắt, ví dụ hất túng đến tưa chiêu hái cơ rí xí, hoặc là ví dụ đó là Butterfly nó nhảy vào bằng hái củ nhảy, thì thực sự là anh em rất rất chỉ là khó đi chạy. Nên là vì thế việc giữ vị trí vẫn là cực kỳ là quan trọng dành cho đó là các vị tướng xạ thủ, đặc biệt như Cafe Nii. Với phần trang bị dành cho Cafe Nii thì sẽ lấy những gì? Đầu tiên thì món đồ đó là tăng tốc độ di chuyển, đồ đôi dây kiên cương, kháng hiệu khống chế nữa. Tiếp đến thì hai món đồ chỉ mang thành kiếm và gọi là vuốt hung tàn. Tiếp đến thì món đồ xuyên giáp đó là diệt thân cúng. Một món đồ mới của mua đó là 22, cực kỳ là khỏe, đắt sắt ra miếng. Sau đó thì cây nành thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% cho tướng. Và cuối cùng đó là giáp hô minh để đảm bảo an toàn. Đó là biểu đồ chuẩn chỉ nhất dành cho vị tướng đó là Cafe Nii để phát huy tối đa cái lượng sát thương của vị tướng này nhá. Hai món đồ cực kỳ là đắt, đó là cây nánh cũng như đó là cái diệt thân cúng. Đắt nhưng mà sạch ra miệng anh em ạ. Rồi bây giờ thì Butterfly tem địch lao vào, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải lùi lại. Một dương chỉ của mình lấy đi khoảng 2/3 lượng máu của ba người của tem bên địch rồi. Bây giờ thì chắc chắn thì phần thưởng dành cho tên bên mình đó là cái trụ. Rồi và này thì ôi cái trụ chỉ còn xỉu máu kia, hết thể lính mất rồi anh em ạ. Mình cũng phải lùi lại một nhịp thôi. Tên bên địch thì đáng đó là tiếp tục đó là phản công. Ôi thôi xong rồi, và này có chạy được hay không? Nhưng mà cuối cùng thì bị triều vẫn đó là khép góc đường về rồi. Tiếc thế, cái trụ chỉ còn xỉu máu anh em ạ. Về phần phù hiệu dành cho đó là vị tướng Cafe Nii thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu tinh linh. Tinh linh thì giúp đó là bản thân của Cafe Nii sẽ tốt, và tinh linh bây giờ thời điểm hiện tại thì nhiều xạ thủ dùng, ví dụ La Vi này, Cafe Nii này, rồi các vị tướng khác ví dụ Slim vân vân và mấy. Đầu game thì đó là tinh linh cũng giúp đó là các vị tướng xạ thủ này đó sẽ ok hơn nữa. Sau cái giai đoạn đầu game có lợi thế thì bây giờ tem bên địch gọi là lấy lại được một xíu lợi thế rồi, nhưng mà cũng không thể chủ quan được anh em ạ. Bởi vì chất tướng của tem bên địch giai đoạn cuối game cũng khỏe, ví dụ như Alice khó chịu khỏe này, khả năng câm lặng đến từ dòng chảy thời không, cũng như đó là sức mạnh đến từ triều vẫn ở giai đoạn V6 nữa. Tuy nhiên thì một điểm yếu của tem bên địch là Van Hell thì mình không đánh giá cao ở giai đoạn V6, nên là cũng không phải là quá lo lắng. Hiện tại bây giờ anh em thấy thì đang thấy tầm nhìn của SP cũng như rừng tem bên địch. Và này thì chờ đó là tem bên địch lên cao một xíu rồi mình sẽ đó là ra bắt 6 này. Rồi pha này lại chơi luôn này, chạy đâu, chắc chắn thì lên bảng điểm số đến từ vị trí của đó là lên tem bên địch. Với chất tướng bo thì Butterfly không thể sốc đám được nên là ok anh em ạ, chơi thoải mái. Mình thì mình vẫn thích nhất đó là những vị tướng SP dàng tấu bo, ví dụ như bo này, ba đúng này, hoặc là cơ rắc này. Chứ nhiều vị tướng là theo thiên hưởng máu giấy thì thực sự gặp Butterfly thì hoặc là ngủ không, hoặc là các vị tướng xạ thủ á, rất chứ rất khó để chơi luôn. Tuy là trợ thủ nên thực nó cũng có điểm mạnh, nhưng mà thực sự tánh cơ thì sẽ tốt hơn. Đặc biệt thì tánh cơ đó là không sợ đối phương sốc đám, có thể kiểm soát tâm nhìn tốt, chui vào bụi cỏ một cách đó là thoải mái. Rồi pha này Van Hell tem địch này, một giật dương chỉ. Anh em thấy đám to lắm anh em ạ. Cafe Nii cuối game đám to lắm, nhưng mà điểm yếu thì tất nhiên là máu giấy rồi. Và đồ cơ đồng của Cafe Nii thì cũng không phải là cao nữa. Đó là những điểm yếu, và Cafe Nii sợ những vị tướng nào, đặc biệt là sợ nhất ngủ không anh em ạ. Cho dù có khả năng hồi phục máu tốt, nhưng mà gặp ngủ không thì cũng tắt điện. Điều vẫn thì có thể ám được mình, đó là lấy cái giáp hồ mình thôi. Mình bật cái tốc hành quay trở lại xa thật thướng và tiền điều vẫn lên bảng điểm số. Điều vẫn, anh em thấy thì thời điểm hiện tại đám to rồi đúng không? Nó bổ mình phạt mình lên bảng điểm số luôn, phát đầu mà không có giáp hồ mạnh thì mình cũng phê rồi, nó tế đan luôn rồi. Đối với đó là Cafe Nii thì anh em cần lưu ý rằng đó là Cafe Nii liệu có cân tốc đánh hay không.
caffeine á, thì cái lượng tốc đánh sẽ quy ra đó là công vật lý. Nên là vì thế thì càng nhiều tốc đánh thì lượng công vật lý của caffeine sẽ càng nhiều thôi, nên là không vấn đề gì cả nhá. Giống như các chất tường khác, ví dụ thon thì phần trăm giảm hồi chiều thì cộng thêm công vật lý. Hoặc là ví dụ như đó là triệu vấn thì ăn hà hoặc phù điểm nội tài thì cộng thêm công vật lý. Còn đối với đó là caffeine thì tốc đánh sẽ quy ra đó là công vật lý. Nên là vì thế anh em cứ ok nhá, lên đô là tốc đánh vẫn ok dành cho đó là vị trí caffeine. Nếu mà tem bên kia không có khống chế gì cả thì anh em lên dây rú mục vẫn là ok dành cho đó là caffeine, thì lượng công vật lý cộng thêm của vị tướng caffeine này sẽ nhiều hơn. Bây giờ thì cũng đã trải qua đó là khá là dài rồi, đó là phút thứ 15 rồi anh em ạ. Thì hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ đó là chờ đó là những mục tiêu lớn, tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Con tà thần Caesar thì cũng đã đó là xuất hiện rồi. Tầm này thì chắc có lẽ đó là được con tà thần Caesar này thì việc đó là cống trụ sẽ dễ dàng hơn. Có con rồng tiến phóng sẽ cực kỳ là khỏe. Ok, tem bên mình thì cũng ăn lại ăn đó là tà thần Caesar rồi. Ôi ông ná ơi, lại bắt nè. Lại ăn tà thần này, mà nhưng mà thôi chắc có lẽ là không sao cả. Bởi vì anh em thấy thì cái lượng sát thương của mình cũng tốt rồi, thêm sự hỗ trợ đến từ đó là 3 người nữa thì chắc chắn việc ăn tà thần Caesar thì cũng sẽ dễ dàng hơn thôi. Và ná tem mình thì cũng ăn được đó là lít của tem bên địch, vậy là hay rồi. Một phá gọi là núp khổng lồ đến từ vị trí của ná. Bây giờ thì chắc là lên tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi. Tầm này thì một chỉ này, thêm phạt nữa, ui chỉ còn một chấm máu kia. Khá là đáng tiếc anh em ạ, nhưng thôi không sao cả, vậy là cũng ổn rồi. Hiện tại bây giờ thì anh em thấy thì chưa có lính, nhưng mà với con rồng tiên phong phủ thứ 15 này thì không cần thể lính vẫn có thể là lên lính tru một cách dễ dàng. Rồi, Butterfly băng ra này, lên bảng điểm số này. Một phạt này, thêm phạt nữa này. Thêm phạt nữa này, hai em lên bảng điểm số. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của NMH. Thì nếu anh em cảm thấy hay, hữu ích đừng quên để lại cho NMH một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và